Hello, xin chào mọi người. Mình đang ở gần bến xe của trung tâm Viêng Chăn. Thì mình đã ở Viêng Chăn được một tháng. Không, được có mười mấy ngày rồi, hai mươi mấy ngày. Thì đây khoảng 29 ngày, 28 đến 29 ngày là mình được phép vô nước này không cần visa. Thì ngày hôm nay mình phải đi ra khỏi nước, là mình phải qua Thái Lan và vào lại để mà có một cái được vào lại ở lại Viêng Chăn tiếp tục khoảng 28 đến 29 ngày nữa. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ chia sẻ là cái hành trình của mình và giúp đỡ cho những người anh em nào mà muốn qua Lào du lịch và ở lâu ở Lào thì cũng biết cách để mà đi đi đóng dấu lại để mình tiếp tục ở lâu hơn. Thì mình không biết là vì sao gọi như vậy, nhưng mà những người ở đây gọi là đi tò, là đi đổi dấu lại á. Thì việc đầu tiên là mình nên tới Viêng Chăn, cái bến xe của thủ đô Viêng Chăn, gần Viêng Chăn Center á. Thì dành cho bạn không biết thì ở đường này nè đó, các bạn thấy cái bảng đường không? Thì thì các bạn thấy phía sau lưng mình đó, phía bên kia đường đó là cái bến xe. Thì các bạn hãy theo chân mình nhé. Thì đây mình đã tới bến xe. Thì đây là cái hàng ghế chờ và phía trong kia là quầy mua vé. Thì bạn mình có người quen nên hôm nay mình đi với người quen bên này, thì hôm nên bạn mình mua vé giúp mình rồi, thì mình sẽ đi vô thăm một đi một vòng nhé. Còn đây là nơi xe để đi, nơi mình lên xe để đi á. Bên này cũng có một hàng ghế chờ. Đây là những xe buýt đi qua Udon Thani và đi trong thủ đô Viêng Chăn. Thì chiếc trước mình đang quay đây là chiếc đi qua Thái, không lầm thì đúng rồi, Udon Thani. Bên cái chữ phía sau nó là Udon Thani. Thì xe này mình đã đi một lần rồi, mình đã qua Thái, qua Udon Thani một lần rồi. Sẵn tiện có xe, mình nói về xe Udon Thani thì mình cũng chia sẻ các bạn, khi các bạn đến Lào chơi thì các bạn cũng nên qua Thái, qua Udon Thani, đi bằng xe bus cũng rẻ lắm. Mình không nhớ bao nhiêu tiền, lúc đó đi với bạn mình thì bạn mình mua giúp hết. Thì đây đi qua đó khoảng 2 tiếng mấy, 3 tiếng tầm đó. Thì bên Udon Thani là nó có nguyên một khu chợ đêm rất là lớn và bán đồ rất là rẻ, và đồ ăn, đồ mặc thì cũng có đầy đủ, nó có rất là nhiều khu rất là rộng, khoảng gấp 4, gấp 5 lần chợ Bến Thành của mình á. Thì mình đi đợt đó là mình, và đồ ăn cực kỳ rẻ luôn. Mình bữa đó mình đi ăn tới buổi chiều đó, và mình ở đó mình ăn tới 2 bữa tối, có nghĩa là mình ăn tối rồi mình thấy khu khác đồ ăn ngon quá mua ăn nữa. Mà tính ra một ăn từ trưa cho đến tối thì ba người thì tính ra là một người chỉ 150 thôi, tính cả ăn trưa cà phê rồi tối là ăn 2 bữa tối nước uống này nọ, và ăn ba giống như là 3 bữa chính luôn á. Đồ ăn cực kỳ rẻ, cực kỳ ngon, có một khu chuyên bán cá nướng rất là ngon, nên các bạn qua nhớ đến Udon Thani chơi và mua sắm và ăn uống nha.
đây là xe mình sẽ đi. Mình đang ở trên xe được khoảng 20 phút rồi. Thì đây là xe buýt đi qua từ bến xe trung tâm Viêng Chăn đến cửa khẩu của Lào bên này á. Thì với giá là khoảng giá là 8.000 kiếp, đâu đó khoảng 20 đến 21.000 tiền Việt Nam mình. Thì nó cũng có chuyến xe đi từ bến xe Viêng Chăn, trong tâm Viêng Chăn đi qua bên kia cửa khẩu Thái Lan luôn. Khoảng 17.000, thì đâu đó khoảng 40-50.000 Việt Nam mình. Thì còn đi đây thì chỉ bên này và tự đi qua mình đóng dấu. Thì khi mà mình đi đóng dấu thì qua cửa khẩu Thái thì tốn khoảng thêm 120 bạc, 120 bạc thì đâu đó khoảng 100.000, hơn 100.000 tiền Việt Nam mình thì phải. Mình nói sơ về trên xe này thì xe này do được Nhật tài trợ, đa phần xe buýt ở Lào thì do Nhật tài trợ. Thì xe rất là yên tĩnh, và người Lào mình thích, một trong những thích ở người Lào đó là sự yên tĩnh, họ không có thích về sự ồn ào. Cũng ít khi nói chuyện, họ đi họ còn ít khi nói chuyện, mình thấy rất là yên lặng. Thì đây là một mình đang nói, đây là một trong những giọng nói duy nhất ở trên xe này. Thì đây các và trải nghiệm xe thì rất là êm. Thì đoạn đường mình đi là khoảng 25 cây, đi trong vòng khoảng 40 phút thì tới. Trên xe thì không khí rất là dễ chịu, không có mùi hôi gì hết đó. Rất là thoáng đãng và thoải mái. Bình thường mình hay đi xe khách thì mình xe khách, xe buýt này nọ mình hay đeo khẩu trang, nhưng mà lần này thì mình không có đeo khẩu trang, cảm thấy rất là thoải mái, không có cần phải đeo khẩu trang. Thì nhiều xe mình lên đó mà có mùi hôi mình rất khó chịu. Nếu bạn nào mà đi du lịch mà lâu ngày nè, các bạn nên đi như vậy thì rất là rẻ, rất là tiết kiệm chi phí. Thì cả đi lẫn về là hết khoảng 16.000 kiếp là đâu đó khoảng 45.000 Việt Nam mình. Rồi cộng thêm khoảng hơn 100.000 tiền đóng dấu bên Campuchia, bên Thái Lan nữa. Đâu đó khoảng 170. Nó ra về lại bến xe trung tâm Viêng Chăn. Đó là cách mình đổi dấu rẻ nhất ở đây. Hoặc là mình có thể về Việt Nam rồi qua lại. Về Việt Nam qua lại thì đường gần nhất thì qua Vinh. Đi xe qua Vinh rồi quay trở lại thì nó sẽ lâu hơn. Mất cũng hơn ngày. Tính là ngày hơn ngày á. Tốn thì khoảng đâu đó vé về là 350, vé qua cũng khoảng 350, là 700, chưa tính phí qua khẩu, thì đó đâu đó cũng gần 1 triệu, tùy nhà xe nó lấy nữa. Còn mình tự đi làm thì rẻ lắm, nó tầm cao lắm 100-200 ngàn này là cao hả, chưa tới nữa. Nên đây là mà Viêng Chăn thì gần Thái Lan, nó chỉ cách một con sông Mekong mà, nhưng mà cửa khẩu thì hơi xa một xíu, 25 cây số, đi về hết 50 cây.
Mình đã tới được cửa khẩu Lào rồi. Đây thì nó có bán nơi bán sim này nọ, những dịch vụ. Có bán sim, đổi tiền và những cái quầy của ngân hàng ATM. À, đây mình tốn thêm 4.000 kiếp thì mới đóng xong dấu của Lào. Thì bây giờ mình mua vé khoảng 4.000 kiếp để mà đi qua cầu của bên kia Thái Lan, qua cửa khẩu Thái Lan. Đây là đang lên xe để đi qua cầu bên Thái Lan. Thì chiếc xe này nó hơi chành hơn so với chiếc xe buýt đi từ trung tâm ra, nhưng mà do là đi một đoạn đường ngắn ấy, trên xe đã full chỗ nên không phải đứng. Thì đây chỉ có 3 người đứng. Hôm nay tuy cuối tuần mà đang có lễ lớn nên ít người đi, bình thường là đông lắm. Thì hồi nãy qua khẩu Lào á, thì vì hôm nay là ngày lễ, ngày lễ bây giờ ngoài giờ hành chính á, thì ngày cuối tuần với ngày lễ và ngoài giờ hành chính thì tốn thêm 10.000 vì phí ngoài giờ á. Còn bình thường thì không tốn phí gì ở cửa khẩu Lào hết. Hết chỗ ngồi nên tạm ngồi ở chỗ lối đi. Thì đang trên cầu qua qua cửa khẩu Nong Khai bên Thái Lan, nhưng mà trên đường này có cái tàu đi ngang qua nên đang đợi để tàu qua, đang kẹt xe đứng này giờ.
mình đã đóng xong ở Nong Khai. Thì hiện tại mình đang ở trên đất Thái Lan nè. À, mình nãy giờ ở đất Thái Lan rồi, mới xong ở cửa khẩu Thái Lan. Thì các bạn lưu ý, những ai mà đi tới cửa khẩu Nong Khai thì khi mình nhận một tờ giấy mình viết xong á, thì bên tay trái nó có một đường riêng cho người Việt Nam á, người Việt Nam ở vài nước nữa, thì chứ không có đi đường chung với những người khác, chỉ riêng người Việt Nam với Trung Quốc với vài nước nữa. Thì sẽ có một đường riêng để mình vô đó, nói chung là vô đó để dễ lấy tiền của mình thôi. Nên mọi người nhớ lưu ý nha. Thì cửa khẩu Lào hay là cửa khẩu Thái Lan thì đều tới nơi xuống xe thì tới một quầy để lấy một cái tờ giấy, tờ khai để mình ghi vô. Nên các bạn cũng nhớ lưu ý điều này để khi mà làm đi thì cho nó nhanh chóng. Giờ mình đang đi đến một cái chợ ở Nong Khai này. Thì mình được bạn mình chia sẻ giới thiệu là chợ này dành cho những người du lịch. Những người du lịch thường đến những cái chợ này, thì qua đây đến những cái chợ này để mà mua sắm. Ở đây thì bán sim rất là rẻ, là khoảng 100 bạc, nó có khoảng 30GB để 30GB để mình xài một tháng. Nhưng mà khi mình vô trong trung tâm á, thì mình mua đắt hơn. Đây mình tiếp tục đi tút tút. Từ cửa khẩu ra tới đây thì khoảng 15 phút đi túc túc. Đây là mình đang ở chợ Tha Sa Đéc, chợ chuyên bán cho khách du lịch, những người mà nước ngoài hay đến đây, đến cửa khẩu này hay ghé đây mua đồ. Thì tốn mỗi người khoảng 30 bạc đi túc túc tới đây khoảng 15 phút. Mọi người có thể đến. Bên này còn có khuya trưa nữa. Ba lô giống như ba lô mình đang đeo á, thì giá ở đây khoảng 149 bạc, 149 bạc, đâu đó là hơn 100.000 Việt Nam như thế.
phía dưới kia là những nhà hàng ở bên sông, và bên kia sông là Lào. Thì cả tháng nay từ bên Lào nhìn qua bên kia sông là Thái, bên đây thì trải nghiệm ngược lại là từ bên kia sông Thái nhìn qua Lào. Đây là sông Mekong á, có thể bơi từ đây về Việt Nam được, nhưng mà chưa có ai làm. Bạn là đủ dũng cảm để thử nhé. Giờ chắc không. Đi vào chợ thì một khúc chỉ một đoạn thôi, bởi vì chợ đó cũng rất là dài. Thì bây giờ mình đang qua siêu thị Lotus. Thì ở đây bán đồ cũng rất là rẻ, đâu đó áo là khoảng 100 bạc, trung bình 100 bạc một cái. Từ bên chợ bên kia qua tới siêu thị Lotus bên này là khoảng tuy là bằng nửa đường tới cửa khẩu, nhưng mà cũng khoảng 30 bạc một người. Đồ Thái thì rất là rẻ và chất lượng thì khỏi phải bàn rồi. Nên ở người Lào á, mà những người nhà giàu á, thì họ có xe hơi á, thì lâu lâu họ đi xe hơi qua đây thì mua đầy xe hơi,
xong về ở đây thịt rau rồi thực phẩm là gạo hay nọ rất là rẻ và chất lượng nữa rất là tốt. Còn ở Lào đôi khi cũng có hàng Trung Quốc nhưng mà ở đây thì hàng đảm bảo, nên rất là nhiều người giàu ở Lào thì họ qua đây mua về để mà sử dụng, không sử dụng đồ Lào. Các bạn, nếu mà các bạn có đi qua cửa khẩu Nong Khai thì các bạn cũng có thể ghé vô siêu thị này, hoặc là có những cái chợ của người dân địa phương ở gần đây cũng rất là rẻ. Đây là nón bảo hiểm Thái Index ở đây khoảng 899 bạc. Đây, nón 3/4 thần khí một tài. Lúc mới nổi mình cũng sắm một cái. Vẫn còn xài tới giờ, cái nón mình xài cũng nón Thái. Siêu bền. Mình đang ở bến xe nhỏ của bến xe ở Nong Khai thì mình đã đi chợ, đi siêu thị. Thì giờ thì đến lại bến xe này mình mua vé về lại thì sẽ qua cửa khẩu bằng xe này luôn, khoảng 20 bạc ở đâu đó mười mấy ngàn Việt Nam. Thì nếu mọi người không đi siêu thị hoặc đi chợ hoặc đi chợ đâu, chỉ đóng dấu thứ tư bên kia, các bạn có thể đi bộ qua bên này và đóng dấu lại vào lại Lào tiếp tục.
đang ở, đã đến cửa khẩu Lào, thì bạn mình có một người hủy visa ở Lào thì mong muốn gia hạn là tốn kém, bởi vì mỗi lần visa một năm là đâu đó 500 đô, là qua dịch vụ thì 500 đô, nhưng mà tự đi làm có công ty bảo lãnh tự đi làm thì nó rẻ hơn. Thì cái này nên có thời gian rảnh thì mình sẽ chia sẻ một tí. Khi các bạn đi từ Lào qua Thái á, nếu mà các bạn không đi siêu thị hay là đi chợ hay là không đi chơi đâu á, thì các bạn có thể đi bộ từ đầu này qua đầu kia. Nó có đường vừa qua ra chỗ đóng dấu và nó có có đường đi bộ để qua kia, qua bên kia đường, thì qua bên kia đường bạn có thể đóng dấu, và vừa ra khỏi chỗ đóng dấu thì bạn lại mua vé xe buýt. Ở cửa khẩu Thái á, thì mình đi đường riêng, bởi vì Việt Nam mình qua thì đóng tiền 120 baht, khoảng hơn 100 ngàn. Rồi thì bây giờ nếu mà đóng xong cửa khẩu Lào nữa thì mình lại mua vé xe buýt mình về lại Viên Chăn. Còn nếu các bạn đi chơi thì ở đó cũng có nhiều chỗ bán đồ, đặc biệt là chợ của người địa phương là rất là rẻ. Nếu bạn không muốn đi cái chợ dành cho người nước ngoài hay lưu tới mình đã đi, hoặc là siêu thị đó, thì mình bạn có thể gần đó cũng có những cái chợ của người địa phương. Bạn chỉ cần lên Google bạn tìm là nó ra rất là nhiều địa điểm lên đó. Bạn có thể mua sim ở cửa khẩu Thái Lan, sim cũng rất là rẻ, khoảng 100 baht, có 30 GB, để các bạn trong vòng một tháng các bạn có thể thoải mái xài. Thì mình còn đây là mình chia sẻ chút về cửa khẩu, cái việc đi đổi dấu, đi ra khỏi và vào lại để mà thêm ngày ở lại tại Lào. Thì chuyến đi đợt này mình đi ở Lào là đi đúng là 2 tháng đó. Thì mình đóng dấu lần này nữa là mình ở đúng 1 tháng nữa, xong quay trở về Việt Nam. Đây là một chuyến du lịch từ Úc, do mình có quen người quen bên này nên ở chơi thoải mái bên này. Thế là xong tất cả rồi, đi lại tiếp tục đi xe buýt về lại Viên Chăn. Thế là kết thúc một chuyến đi tàu của mình. Đó là mình chia sẻ về cái chuyến hành trình của mình cho các bạn, để các bạn biết, để có thể mong rằng có thể giúp ích được bạn nào đó đi du lịch ở đây hoặc đi công tác ở đây, công tác ngắn ngày. Một chuyến đi rất là thú vị. Có một cái điều mà mình chưa nhắc đến, đó là khi các bạn mà đi đóng dấu lại mà ngày lễ, hoặc là ngoài giờ hành chính, hoặc là thứ bảy chủ nhật á, thì các bạn sẽ tốn thêm 10 ngàn, đó là mua cái tờ giấy giống như này nè, là các bạn phải giữ tờ giấy này lại đến lúc quanh lại cửa khẩu Thái Lan hay Lào ta, nói chung là tới đó họ sẽ bán cho các bạn cái tờ giấy như vậy, và các bạn phải giữ lại. Nếu các bạn không giữ lại thì khi quanh trở lại á, thì các bạn sẽ tốn thêm 10 ngàn nữa để mua tờ giấy giống như vậy.
thì các bạn mới được qua Lào. Thì đó là một trong những điều mình chia sẻ. Mình đang đi bộ qua nhà bạn của mình. Đây là Viên Chăn Center nè các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Mong rằng qua cái chuyến đi của mình thì cho bạn thêm một cách nhìn thú vị về Lào, và biết đâu có thể giúp được ít bạn nào đó có ý định đi chơi vài ngày ở Lào này. Lào là một nơi tuyệt vời để đi du lịch. Du lịch theo kiểu là du lịch khám phá này nọ, vì có nhiều nơi rất là hoang sơ, rất là đẹp. Thì cách đây 2 năm mình có cơ hội đi 3 tỉnh, bắt xe với một tỉnh hình như Bắc Sang vậy. Thì có những nơi cực kỳ đẹp, cực kỳ hoang sơ để các bạn có thể tha hồ mà check in sống ảo các kiểu. Và người Lào rất là tuyệt vời, rất là tốt, rất là hiền. Mình chưa thấy dân nào hiền giống như dân Lào hết á. Nên Lào là một trong những nơi mà thú vị để các bạn đi du lịch. Tuy là giá để bay qua từ Việt Nam bay qua Lào giá rất là chát, khoảng đâu đó tầm gần 6 triệu là rẻ nhất khứ hồi luôn á, là trung bình khoảng bèo lắm là 2,5 triệu một vé. Rồi, chào các bạn, cảm ơn đã theo dõi video clip này. Hẹn các bạn ở những video clip tiếp theo.